Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Nhìn từ phố Hiến của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tuyên Quang cách ly 96 trường hợp liên quan đến bệnh nhân 243. Hà Giang cách ly công trường để đẩy nhanh tiến độ công trình. Nam Định xử lý nhiều trường hợp không đeo khẩu trang khi ra đường. Đảm bảo chất lượng đào tạo nghề trong dạy học online. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù có những thông tin khả quan về việc giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh trên cả nước, nhưng theo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch bệnh COVID-19 thì người dân không được chủ quan để Việt Nam có thể thành công trong việc kiểm soát dịch bệnh nguy hiểm này. Theo rà soát sơ bộ của ngành y tế tỉnh Tuyên Quang, trên địa bàn tỉnh đã có 96 trường hợp tiếp xúc gần với người nhà là trường hợp F1 với bệnh nhân 243, dương tính với COVID-19 ở thôn Hạ Lôi, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội. Theo đó, trường hợp F1 là người nhà và có tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân 243 trong khoảng thời gian 15 phút tại chợ Nghi Tàm, thành phố Hà Nội. Sau đó, trường hợp này đã di chuyển đến chợ Tam Cờ, thành phố Tuyên Quang để giao hoa. Cơ quan chức năng tỉnh Tuyên Quang đã xác định có 96 trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp F1. 15 trường hợp đã có quyết định cách ly tập trung, 80 trường hợp được cách ly tại nhà và 1 trường hợp cách ly tại cơ sở y tế. Đã có 12 trên 17 trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính. Thực hiện chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ về giãn cách xã hội, Ban Chỉ huy công trình xây dựng cầu Phương Tiến tại tỉnh Hà Giang đã thực hiện cách ly công trường mà vẫn đẩy nhanh tiến độ công trình, đảm bảo theo đúng kế hoạch đề ra. Công trình cầu Phương Tiến được xây dựng tại xã Phương Tiến, huyện Vị Xuyên. Đây là công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 17. Do đó, việc đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng công trình là yêu cầu bắt buộc đối với chủ đầu tư và đơn vị thi công. Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, từ giữa tháng 3 năm 2020, Ban Chỉ huy công trình đã thực hiện cách ly công nhân trong công trình. Đơn vị chủ đầu tư cũng kịp thời đôn đốc đơn vị thi công triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Trên công trường của em này đã phối hợp với bên trạm y tế xã, rồi các cơ quan ban ngành của địa phương đã gần như là cách ly những cái anh em đã có mặt ở công trường, đồng thời là khai báo y tế. Ban chỉ huy chỉ công trường là có đưa ra các biện pháp để phòng chống dịch như là sát khuẩn những người nẹo vào trường và những người đến ở các nơi khác đến vào công trường thì khai báo y tế để có biện pháp chống dịch để đảm bảo công trình chào mừng Đại hội Đảng đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng kỹ thuật và mỹ thuật. 100% cán bộ công nhân đang lao động tại công trình đã được Ban Quản lý Công trình phối hợp với trạm y tế xã Phương Tiến thực hiện kê khai y tế, trang bị đầy đủ bảo hộ, khẩu trang và nước sát khuẩn cho người lao động, hạn chế người ra vào lán công nhân đang thi công, đồng thời yêu cầu cán bộ công nhân không ra ngoài khi không có việc thực sự cần thiết. Hợp đồng với các tổ chức cá nhân cung cấp lương thực, thực phẩm đến công trình để hạn chế tiếp xúc với người ngoài. Công trường làm việc đây là hầu như là không có người nào vào cả, mà mình thì cũng không đi ra đâu cả đấy. Thì thứ nhất là đi chợ thì chỉ có người đi chợ thôi, để nấu cơm, còn tất cả không ra khỏi công trường thế nào hết. Công tác phòng chống dịch COVID-19 tại công trình xây dựng tuy có sự khác biệt nhưng vẫn đảm bảo theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế. Với mục tiêu bảo vệ sức khỏe người lao động, bảo vệ sức khỏe cộng đồng cũng là bảo vệ hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị, Ban Chỉ huy công trình cầu Phương Tiến đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng chống dịch. Điều này cũng đã góp phần quan trọng để đẩy nhanh tiến độ công trình và dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào tháng 8 năm 2020. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế đã có công văn hỏa tốc số 3669 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu chỉ đạo các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch. Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y tế các địa phương chỉ đạo các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong quá trình hành nghề, các cơ sở bán thuốc nghiêm túc thực hiện các tiêu chuẩn thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc, quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, chỉ được bán thuốc kê đơn khi người bệnh có đơn thuốc theo quy định. Trường hợp bán thuốc không kê đơn cần thực hiện nghiêm túc đầy đủ các bước quy trình bán thuốc, thông tin tư vấn, khai thác rõ các thông tin tiền sử bệnh. Trường hợp các triệu chứng như sốt, ho, khó thở cần phải hướng dẫn người bệnh khai báo hoặc liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn. Đồng thời, cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện báo cáo cho cơ quan y tế chức năng trên địa bàn hoặc qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh COVID-19 để tiến hành theo dõi, giám sát. Tỉnh Quảng Ninh đã lập nhiều chốt kiểm soát người và phương tiện ra vào tỉnh, trong đó có 10 chốt liên ngành.
Đây được coi là biện pháp chặt chẽ để ngăn ngừa dịch bệnh trong thời gian này. Chốt cầu Vàng Chua nằm trên địa bàn thị xã Đông Triều là tuyến đường giao thương huyết mạch, lưu lượng xe qua đây rất lớn để kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh COVID-19. Bắt đầu từ ngày 8 tháng 4, tỉnh Quảng Ninh thực hiện việc kê khai y tế bắt buộc đối với tất cả các xe tải, xe con, xe container di chuyển vào địa bàn. Là đội thanh tra là phối hợp với lại cả bên công an, tất cả các lực lượng là giải quyết là cho anh em lái xe phát tờ rơi để anh em ghi những thông tin trước đến chốt trạm này chỉ xuống kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế và đi mỗi trong quá trình đó thì là nó sẽ giảm được cái lưu lượng thời gian. Các phương tiện khi vào địa phận Quảng Ninh được yêu cầu khai báo y tế, thời gian khai báo chỉ mất khoảng từ 3 đến 5 phút nên các lái xe đều chấp hành nghiêm chỉnh. Từ Hải Phòng đi Bắc Giang. Đấy, mà nói chung là kiểm soát như này là không ảnh hưởng đến công việc cả. Yeah. Tất cả đều như nhau cả thôi, vì cộng đồng hết. Giờ thì là đang là mùa dịch thì là mình cứ làm như vậy thì là nó sẽ phòng tránh dịch tốt hơn. Mà cái dịch thì nó nguy hiểm lắm anh ạ. Tại làn đường theo hướng vào tỉnh Quảng Ninh, lưu lượng xe đông hơn, còn làn ngược lại thì thông thoáng hơn. Lực lượng chức năng đã căng dây cắm cọc tiêu phân làn rất rõ ràng. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông trực 24/24 để hướng dẫn phân luồng. Còn đối với các phương tiện đi vào tỉnh mà không có nhiệm vụ được phép đi vào, không có công việc trong quy định của chỉ thị 16 cũng như công văn thì anh em yêu cầu đi cách ly 14 ngày hoặc khuyến cáo người ta quay đầu. Các chốt kiểm soát được gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương, triển khai các biện pháp kiểm tra, giám sát 100% người phương tiện ra vào Quảng Ninh. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, UBND thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định đã thành lập 31 tổ kiểm tra, kiểm soát, xử lý các hành vi không đeo khẩu trang khi ra đường. Tính đến nay, các tổ công tác liên ngành đã xử lý tổng cộng 54 trường hợp xử phạt, vi phạm hành chính 47 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với tổng số tiền gần 10 triệu đồng. Các lực lượng công an phường, lực lượng y tế, lực lượng bảo vệ dân phố và lực lượng cán bộ công chức của phường tăng cường các cái chốt để kiểm tra, đo thân nhiệt để phòng chống dịch và có các biện pháp ngăn chặn theo hướng dẫn của ngành y tế. Chúng tôi yêu cầu các tổ công tác này là xử lý nghiêm các trường hợp mà vi phạm các quy định liên quan đến công tác phòng chống dịch. Và qua 2 ngày ra quân thì các lực lượng, các tổ công tác này đã phát hiện và xử lý hơn 50 trường hợp. Thành phố Nam Định cũng tạm dừng hoạt động tại những nơi tập trung đông người như quảng trường mùng 3 tháng 2, công viên Vị Xuyên, công viên Thống Nhất, đường D ven sông Đào, đồng thời tiến hành kiểm soát chặt chẽ lượng người ra vào tại các khu chợ dân sinh. Hiện toàn tỉnh có 27 ca bệnh nghi ngờ đang được cách ly theo dõi. Trước hiện tượng một số người dân ở khu vực thị trấn, thị xã, thành phố có dấu hiệu chủ quan, không tuân thủ các biện pháp cách ly xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái yêu cầu các địa phương, đơn vị chức năng chỉ đạo hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, kịp thời phát hiện xử lý nghiêm minh, đúng quy định pháp luật. Theo thống kê sơ bộ, từ ngày 1 tháng 4 đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã xác minh, đấu tranh, cảnh cáo, san đe 40 đối tượng, xử phạt vi phạm hành chính 7 trường hợp, số tiền 75 triệu đồng về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật, xử phạt 65 trường hợp, số tiền 13 triệu đồng do không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, xử phạt 1 trường hợp bán hàng rong 1 triệu đồng và một hộ kinh doanh mở cửa hàng không thiết yếu 5 triệu đồng, tổng số tiền xử phạt 94 triệu đồng. Trước những diễn biến ngày càng phức tạp của dịch bệnh COVID-19, tất cả các đơn vị trên toàn tuyến biên giới của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Giang đã quyết tâm vào cuộc với ý chí cao nhất nhằm ngăn chặn không để dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn. Tại 54 điểm chốt trên các đường mòn lối mở toàn tuyến biên giới của tỉnh, các đơn vị Bộ đội Biên phòng ngoài việc cắm chốt ngăn người dân qua lại trái phép, còn có 5 tổ kiểm soát cơ động túc trực 24/24 giờ. Với tinh thần chống dịch như chống giặc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tu sửa và củng cố lại các lán, chốt để đảm bảo an toàn cho cán bộ, chiến sĩ khi mùa mưa bão sắp đến. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tại các vị trí thường diễn ra các hoạt động xuất nhập cảnh trái phép, tuyên truyền cho người dân hiểu về dịch bệnh để biết cách phòng chống, góp phần ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 ngay từ cửa ngõ biên giới. Đặc biệt thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ về cách ly xã hội, các đơn vị đã cấm trại 100% quân số, không tiếp xúc với người ngoài đơn vị, trừ các trường hợp đặc biệt. Chương trình sẽ được chuyển sang một số thông tin đáng chú ý khác.
chuyện các doanh nghiệp gặp khó do dịch bệnh COVID-19 diễn ra ở nhiều nơi trên cả nước và Thái Bình cũng không ngoại lệ. Nhưng không chỉ dừng lại ở đó, các làng nghề sản xuất truyền thống ở các địa phương này cũng bị lao đao. Do thực hiện giãn cách xã hội, nhiều hàng quán ăn đóng cửa, nhu cầu thị trường thấp, nên hoạt động sản xuất bún, bánh phở của các hộ gia đình ở xã Vũ Hội rơi vào cảnh đình trệ. Hiện 90% các hộ sản xuất bún tại xã Vũ Hội đã phải ngừng máy và tạm dừng hoạt động từ cuối tháng 3. Nhân công sản xuất nghỉ việc và hiện vẫn chưa có việc làm thay thế. Nguồn nguyên liệu bị tồn đọng, chưa tìm ra hướng giải quyết. Một số hộ nơi đây đã tập trung lại để sản xuất với quy mô nhỏ lẻ để cung cấp tiêu thụ hàng ngày tại các khu chợ, nhưng cũng không đáng kể vì tình hình tiêu thụ kém. Một số hộ khác đã tính đến phương án vay vốn hỗ trợ từ nhà nước để vượt qua giai đoạn khó khăn này. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản báo cáo và kiến nghị Thủ tướng Chính phủ một số giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục quốc dân. Cụ thể, miễn giảm kéo dài thời gian quyết toán nộp các khoản thuế năm 2019, miễn các khoản thuế phát sinh trong quý 1, quý 2 năm 2020 đối với các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập, xem xét trợ cấp miễn bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp đối với toàn bộ giáo viên, giảng viên, nhân viên, cán bộ quản lý tại các cơ sở giáo dục trong và ngoài công lập đang tham gia đóng trong quý 1, quý 2 năm 2020, xem xét hỗ trợ chi phí vệ sinh phòng dịch, tiêu độc, khử trùng đối với toàn bộ các cơ sở giáo dục để giảm các chi phí phát sinh trong công tác phòng chống bệnh COVID-19 và bổ sung nguồn hỗ trợ các sở giáo dục và đào tạo tổ chức xây dựng bài giảng điện tử trực tuyến dùng chung. Thời gian qua, rất nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp đã đẩy mạnh đào tạo trực tuyến nhằm ứng phó với tình hình dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, do đặc thù của giáo dục nghề nghiệp là đào tạo cầm tay chỉ việc gắn với thực hành thực tập, nên việc triển khai hình thức này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để đảm bảo chất lượng đào tạo. 9 giờ sáng, cô Võ Thị Hường, giáo viên bộ môn Công nghệ thông tin trường Cao đẳng Cơ điện Hà Nội đã chuẩn bị sẵn giáo án cho buổi học online. Việc đầu tiên là điểm danh sinh viên vào lớp học, kiểm tra vở ghi bài, giảng bài và tương tác với sinh viên như tại lớp học trực tiếp. Sinh viên không cần đến lớp nhưng mà vẫn có thể thực hiện nói chuyện và tương tác với giáo viên. Ngoài ra thì sinh viên có thể thực hiện các cái bài tập mà giáo viên có thể gửi và gửi lại phản hồi. Sau khi giáo viên phản hồi lại thì sinh viên có thể biết được kết quả học tập của sinh viên ngay. Với công nghệ đào tạo trực tuyến e-learning đã giúp giảng viên có thể thiết kế bài giảng tăng tính tương tác dành cho sinh viên với các tính năng như phần mềm tổ chức bài thi, ngân hàng đề thi và phần mềm cháo đề. Tuy nhiên, bản thân các giáo viên cũng thừa nhận còn một số thách thức khi triển khai đào tạo nghề online so với bậc đại học. Đối với cả giáo dục nghề nghiệp cho bọn tôi là nó sẽ có hai phần thứ nhất là phần lý thuyết và phần thứ hai là phần tay nghề. Trước mắt là triển khai trang bị cho học sinh những cái giáo dục ban đầu. Sau đó là khi mà có điều kiện thì chúng tôi sẽ phải là triển khai tới, tức là dạy cho học sinh những cái tay nghề cụ thể. Mới đây, Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp có công văn hướng dẫn các trường nghề triển khai chương trình đào tạo trực tuyến, khuyến khích các trường đầu tư xây dựng hệ thống đào tạo trực tuyến chuyên nghiệp, bao gồm việc học tập quản lý trực tuyến phục vụ cho cả mục tiêu đào tạo trước mắt và lâu dài. Từ 2018, Bộ đã ban hành thông tư 33 về đào tạo trực tuyến và hướng dẫn học từ xa, và chúng tôi cũng tiếp cận quốc tế để đưa ra những cái tiếp cận rất mới, hành lang pháp lý rất mới và rất mở cho đào tạo trực tuyến. Theo đó thì đưa ra những cái tiếp cận về việc công nghệ, hạ tầng cho phép nhà trường có thể đi thuê, liên kết liên doanh để sử dụng cái hạ tầng. Các công ty tư vấn đào tạo có thể tham gia sâu cùng với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp để cung ứng giải pháp. Đào tạo trực tuyến không thể thay thế hoàn toàn việc thực hành trong giáo dục nghề nghiệp. Song trong bối cảnh dịch COVID còn phức tạp, sự linh động và triển khai kịp thời của mỗi trường nghề trong việc xây dựng phần mềm học trực tuyến phù hợp với đặc thù riêng của từng trường sẽ là điều vô cùng quan trọng, đảm bảo việc đào tạo liên tục, tránh tâm lý hoang mang trong một bộ phận sinh viên do thời gian nghỉ học kéo dài. Mỗi năm vào tháng 3 âm lịch, đồng bào các dân tộc tỉnh Cao Bằng lại đi tảo mộ. Đây là hoạt động nhằm để con cháu hướng về tổ tiên cội nguồn. Tuy nhiên, trong thời điểm tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, nhằm đảm bảo sức khỏe cho bản thân cộng đồng, nhiều gia đình đã lựa chọn những cách tưởng nhớ tổ tiên phù hợp với hoàn cảnh. Là trưởng nam trong dòng họ, hàng năm vào dịp Thanh Minh, con cháu trong gia đình ông Nông Văn Tạo, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng lại về tề tựu để đi tảo mộ, làm mâm cơm cúng tổ tiên. Năm nay, trước những yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện công văn của Ủy ban Nhân dân tỉnh về tạm hoãn các hoạt động dịp tiết Thanh Minh,
gia đình ông Tạo chỉ sửa soạn đồ lễ thắp hương thể hiện lòng thanh kính tưởng nhớ người đã khuất. Chấp hành theo chủ trương của tỉnh, sau này sẽ lại chuẩn bị đầy đủ và thực hành cái tiết hành minh theo truyền thống thì không thể bỏ được. Bên cạnh việc tuyên truyền vận động người dân hạn chế các hoạt động trong dịp tiết thanh minh, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng cũng đã thành lập các tổ chốt chặn tại các tuyến đường vào khu vực nghĩa trang nhằm hạn chế người dân tụ tập đông người đi tảo mộ. Ở đây tất cả các chốt cũng đã thực hiện nghiêm túc. Chúng tôi đã thực hiện từ 7 giờ sáng và cho đến hết ngày 15 tháng 4. Và hiện nay một số nhân dân, bà con đi thanh minh tảo mộ thì chưa tiếp cận được thông tin. Thì sau khi tổ tuyên truyền của chúng tôi tuyên truyền thì bà con đã quay lại và đã thực hiện nghiêm cái việc khuyến cáo cũng như tuyên truyền của chính quyền địa phương. Lễ thanh minh gắn liền với đạo đức, bổn phận của con cháu đối với tổ tiên. Tuy nhiên vào thời điểm như hiện nay, mỗi người cần nêu cao trách nhiệm để lựa chọn các hoạt động tảo mộ phù hợp để vừa thể hiện sự tri ân với tổ tiên, đồng thời hạn chế việc tụ tập đông người để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày thứ 13 chúng ta thực hiện giãn cách xã hội theo đúng chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. Với nhiều người, 13 ngày ở nhà, hạn chế giao tiếp bên ngoài là sự xáo trộn không nhỏ với cuộc sống vốn quen với sự bận rộn, bề bộn. Tuy nhiên, nhiều gia đình lại đang có những cách nghĩ khác, sống khác trong những ngày này. Chơi cùng con. Cùng con lớn lên từng ngày, gia đình nhỏ này đang trong những ngày sống chậm hạnh phúc. Nếu như trước kia, cả nhà chỉ có khoảng thời gian buổi tối để quây quần bên nhau, nhưng mọi thứ cũng chỉ diễn ra vội vã, gấp gáp, thì giờ đây, nhịp sống chậm rãi thảnh thơi. Mọi bộn bề của cuộc sống trước dịch dường như gác lại ngoài khung cửa, chỉ còn không gian để trân trọng và yêu thương lắng đọng. Đây là quả gì? Ví dụ như mình nấu cơm thì con cứ lủi thủi chơi mình nhìn rất là tội. Nhưng bây giờ mình có thời gian tô vẽ cùng con này, chơi cùng con rồi đọc truyện cùng con. Nhiều bài nói là thời gian dịch bệnh mọi người ở nhà nhiều đâm ra xung đột rồi cãi nhau. Nhưng mà mình cảm thấy gia đình mình có thời gian bên nhau nhiều hơn, mình cảm thấy rất là hạnh phúc. Và có lẽ vui nhất là bọn trẻ. Không chỉ bởi có nhiều thời gian để chơi, giảm áp lực học hành, mà quan trọng hơn là được gần gũi bố mẹ, được yêu thương nhiều hơn. Cùng nhau vào bếp, cùng nhau vui chơi, nhịp sống chậm lại trong mỗi nếp nhà. Mức độ hiểu thì mình cũng hiểu hơn bởi vì mình có nhiều thời gian mình quan sát các con hơn. Và bên cạnh đấy thì mình cũng có nhiều thời gian để chăm sóc, trực tiếp chăm sóc các cháu hơn. Thì thấy các cháu rất là vui vẻ và hào hứng. Những ngày sống chậm vẫn còn tiếp diễn không chỉ riêng tại Việt Nam mà ở nhiều quốc gia khác trên thế giới để đối phó với tình hình dịch Covid-19 còn nhiều diễn biến phức tạp. Đôi khi những nếp sinh hoạt buộc phải thay đổi trong mùa dịch, nhưng đây cũng là khoảng thời gian nhiều người tìm lại thói quen cũ, cùng không khí gia đình ấm cúng, tìm lại những sở thích và biết quan tâm, trân quý nhau nhiều hơn. Mới đây, Tòa án Nhân dân huyện Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án chống người thi hành công vụ đối với bị cáo Đào Xuân Anh Doanh, sinh năm 1990, trú tại thôn Phương Nam, xã Đông Hải. Vụ án được đưa ra xét xử lưu động và truyền hình trực tuyến đến 13 điểm cầu tại các xã, thị trấn của huyện Tiên Yên để phục vụ công tác tuyên truyền. Trước đó, Doanh và một người khác đi xe máy không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang phòng dịch. Đến chốt kiểm soát y tế thôn Đông Ngũ Kinh, được yêu cầu đo thân nhiệt, khai báo y tế và đeo khẩu trang phòng dịch. Doanh đã có lời lẽ lăng mạ, dùng mũ cối đánh các thành viên chốt kiểm dịch. Tòa án Nhân dân huyện Tiên Yên đã tuyên phạt bị cáo Đào Xuân Anh Doanh 9 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Nhìn từ Phố Hiến của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.